Hôm qua những đứa gặp một gia đình này, họ gặp những đứa, con nói rằng là con đến chùa con tu tập, con an lạc, con thích quá. Vợ chồng con bàn định bán đất bán nhà hết và đem tiền vô đây con cúng dường cho thầy. Gia đình con ở đây tu, thầy sắp xếp làm sao? Tùy thầy. Những đức nói khoan đi, chậm vẫn là chắc. Anh chị cứ đến tu từ từ, rồi mình tập ở thử 1 tháng, rồi tập ở thử 2 tháng. Đừng nên vội vàng. Lỡ bán đất bán nhà hết rồi, lỡ tu không được mà tiền cũng không còn luôn, rồi lúc đó lỡ khóc lỡ cười khổ lắm nhé. Qua bài học tập này cũng như là một cái thông điệp gỡ đến cho tất cả những người suy nghĩ vội vàng nên bình tĩnh, đừng nên vội vàng. Những đức ở trong đạo, những đức đã nhìn những trường hợp này thấy nhiều lắm, cũng phiền phức đó quý vị. Chùa mình bây giờ thì cũng nổi bật khắp nơi nơi, nhiều người khắp nơi ta muốn về đây tu. Nên những đức có cái bài chia sẻ này để nhắc nhở cho tất cả hàng Phật tử khi đi về chùa tu, những cái gì mình cúng dường là cúng dường Tam Bảo với khả năng của chính mình. Đừng nên mượn tiền hay vay nợ để cúng dường. Việc này mình chưa đủ duyên thì mang tâm tỳ hỷ là đủ, đừng nên phan duyên là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai là bán đất bán nhà, đem tiền vô trong chùa cúng dường hết rồi vô chùa tu. Việc này nên đi chậm vẫn là chắc. Thí dụ như từ khi bà cụ già này, bà không có ai hết, ở có mình, sống ngoài đời cũng buồn khổ quá. Bà có một chút xíu của cải, thu gọn lại hết. Tuổi già không còn bao nhiêu thời gian, đem đi chùa cúng dường hết. Gặp ngôi chùa chuyên tu nuôi người già gì, cúng dường. Con ở trong chùa con tu, cúng rồi quên đi, đừng suy nghĩ nữa. Rồi ở sống như tất cả mọi người khác, chứ đừng có cúng rồi đụng ai cũng khoe, hoặc đụng ai cũng nêu lên là tôi vô đây tôi tu, tôi cúng dường vậy đó bà dám đụng tới tôi à? Vậy thì không hiểu. Không hiểu. Vì cúng dường, cúng Tam Bảo mình có phước báo công đức. Mình đi khoe khoang, mình đi lên mặt với người khác, hoặc ông thầy gầy mình cái mình buồn, vậy thì cái việc cúng dường của mình là không hiểu. Mình vô đây mình được nương dựa Tam Bảo. Vì cúng dường là tu phước tu duyên cá nhân mình. Quý thầy dùng tiền nó để làm Phật sự, việc tốt, giúp giùm mình. Còn cái việc mình cúng dường rồi quên đi, còn mình được nương tựa Tam Bảo, mang tâm cảm ơn, mang tâm cung kính cảm ơn, điều này là rất đúng, rất là đúng. Nên cái việc mà bán nhà bán đất để đem tiền vô chùa cúng dường hết, rồi vô trong chùa kiếm cái phòng, xin được cái phòng, đưa tiền đó rồi có cái phòng ở, việc này nên suy nghĩ thật là kỹ. Nhớ nghe quý vị, suy nghĩ thật là kỹ. Lúc xưa nhà Đức đi tu, nhà Đức gặp trường hợp này mà sau này có những cái tác dụng phụ này cực kỳ lớn luôn. Nêu lên để mọi người chúng ta kinh nghiệm. Nhớ. Lúc xưa có cô này, cô giàu lắm. Cô đến một cái ngôi chùa đó thời đó còn nghèo lắm. Cô hộ trì cho vị thầy này. Vị thầy này có tâm huyết tu, vị thầy nói chuyện rất là hay. Cô cúng dường gạo rồi cô cúng dường cho chùa, cô hộ trì cho vị thầy này rất là nhiều. Vị thầy đã cắt một dàn cốc, mỗi người vào một cái cốc đó ở thì gỡ tiền lại khoảng 700-800 triệu, 700-800 triệu. Xong cô cũng được 700-800 triệu và có một cái cốc để ở, và ở đó để hộ trì luôn cho chùa chiền đó. Và trong cái cốc đó có bàn thờ, có thể nấu ăn được. Tuy ở trong chùa nhưng cô có thể tu riêng ở cốc của cô và nấu ăn riêng được luôn.
Sau này khi tất cả những cái cốc đó cần dẹp hết để chùa chiền nó xây lại, thì cái cốc của cô cũng bị ảnh hưởng, bị dính vào chỗ đó. Lúc đó thì cô cũng già lớn tuổi, thì vị thầy đó dọn cái cốc đó hết. Trong lòng của cô sanh một cái tâm oán hận đến khi cô chết đi. Chị thấy tác hại không? Tác hại cực kỳ lớn luôn, thấy không? Nên mỗi một người chúng ta đi đến ngôi Tam Bảo, quý thầy có tâm muốn tạo một phương tiện cho chúng ta, gia đình điều kiện mình khá giả, có cái chỗ ở cho mình tu, mình cúng dường một chút định tiền cho quý thầy. Quý thầy dùng tiền để làm Phật sự trong ngôi Tam Bảo thôi, chứ cũng không phải ăn uống gì cá nhân. Mang tâm cảm ơn, nhưng cái quan trọng là quý vị lo tu. Nhưng Đức khuyên quý vị, nếu đi đến một ngôi chùa nào mà được gì đó, thì cái việc đi lên chánh điện tu là đi chung với người ta, đừng có tu riêng ở phòng, ở cốc. Rồi ăn thì nên xuống nhà ăn chung, đừng có nên nấu ăn riêng trong phòng của mình. Như vậy thì quý vị tu có kết quả, chắc chắn luôn, có kết quả. Và khi quý vị cặn tử nghiệp, tuyệt đối trong tâm quý vị luôn luôn suy nghĩ rằng là mình không có dính dáng cái cốc này hết, đây là của Tam Bảo, trả về cho Tam Bảo. Nhớ nha quý vị, thì được. Nên cái việc ở trong ngôi Tam Bảo có những cái phương tiện tạo ra một vị trí, một số người khá giả điều kiện đến đó ở và cúng dường hộ trì Tam Bảo. Một số chùa người ta cũng làm như vậy. Nhưng quý vị nhớ rằng là để cái thành công lợi ích khi quý vị vào trong đó ở, thì quý vị phải nhập chúng nhập duyên, và nơi đó là nơi mà có một đạo tràng chuyên tu, có người hướng dẫn nhiệt tình hết lòng, lo lắng đàng hoàng cho mình, thì quý vị có kết quả. Còn quý vị chỉ nhìn qua hình thức đơn giản bên ngoài chưa gì hết, vì dội vàng đem tiền đến đưa hết, cúng hết, rồi vô sau này từ từ ngã ngửa, không có tu hành gì được hết. Rồi khi hết tiền rồi thì tự nhiên gặp vị thầy này cũng không có ngó ngàng quan tâm đến, lúc đó lại sanh tâm phỉ báng Tam Bảo, chửi mắng sau lưng, thì cái tội lỗi quý vị còn cực kỳ lớn hơn. Đây là nhiều người dính lắm đó, cho quý vị biết đó. Nhiều người dính lắm đó. Nên cái việc mình đi vô ngôi Tam Bảo mình tu, nếu như quý vị có điều kiện, quý vị cúng dường Tam Bảo, quý vị vô chùa quý vị tu bình thường. Còn nếu như được những cái phương diện mà như Đức nói rằng là quý vị được tiện lợi đó, thì quý vị phải nhập chúng nhập duyên để tu. Nên như Đức chia sẻ Phật pháp, như Đức thường nói rằng đừng có nên thất vọng người tu, vì việc của họ làm có khi mình cũng không hiểu. Đừng có nên thất vọng họ mà đi phỉ báng Phật pháp. Thất vọng người tu mà phỉ báng Phật pháp là tội bị nặng dữ lắm. Vì người tu hiện tại vẫn còn là phàm phu, phàm tăng, chưa phải là thánh tăng. Phật pháp là chân lý. Quý vị đi thất vọng người xuất gia, người tu mà để phỉ báng Phật pháp, kêu riêu Phật pháp, thì tội bị cực kỳ nặng luôn. Tội cực kỳ nặng luôn. Thí dụ như một số người, người ta làm những chương trình, một số tăng sĩ đi khất thực ngoài đường, người ta lấy máy quay phim, người ta quay lại, người ta làm những đoạn phim đó, người ta tung lên mạng xã hội, người ta vô coi, nhiều người, người ta không thể nào hiểu được. Khi người ta coi qua, người ta mang tâm phỉ báng người tu. Quý vị phải nhớ rằng giáo pháp của Đức Phật còn tồn tại tới bây giờ là nhờ còn người chân tu mới tồn tại. Hiến chương của nhà nước còn những vị quan thanh liêm nên đất nước vẫn tồn tại. Nhớ nghe quý vị, dù là cũng có những người làm quan tham ô, nhưng chắc chắn có những người quan thanh liêm nên đất nước vẫn còn tồn tại, duy trì. Nếu như toàn bộ là người sai hết thì không tồn tại. Còn nếu như trong nhà Phật mà hoàn toàn là tăng sĩ hư hết, thì giáo pháp của Phật diệt pháp, chắc chắn 100%. Nên từ nơi đó là có người sai nhưng có người đúng. Nhưng quý vị có thể vì cái việc kiếm tiền quay một đoạn video mà những người xuất gia đi khất thực ngoài đường, xong đưa lên mạng xã hội cho nhiều người coi. Khi người ta coi, người ta hoàn toàn phỉ báng người tu, người ta sẽ mất luôn tính tâm, không muốn đi đến chùa luôn. Là bởi vì đoạn duyên rất là nhiều con người, người ta mất tính tâm đối với Phật pháp.
Trong khi có những người, người ta đến chùa chiền người ta sẽ được kết quả rất là lớn. Nhưng quý vị làm điều đó kiếm được một chút tiền về cái like người vô coi, nhưng quý vị làm tạo một cái tội cực kỳ lớn. Nên những đức phân tách rất là kỹ cho quý vị nghe, là mình đi tu hành tuyệt đối không có mắc tính tâm với người tu mà đi phỉ báng Phật pháp, vì người tu này vẫn còn phàm tăng, chưa phải là thánh tăng. Từ nơi đó mà sự thể hiện của cái sự tu hành thì mình cũng không hiểu nữa, nhưng mà chúng ta nói là chúng ta vẫn còn phàm tăng đi. Quý Phật tử đừng nên dị nghị hoặc mắc tính tâm đối với người tu mà đi phê phán toàn bộ Phật pháp. Đó là tội lỗi vì cực kỳ lớn luôn. Nên mình đi tu mình phải có cái sự hiểu biết. Nên mỗi một con người mình chỉ nhìn nhận người ta qua cái góc độ bên ngoài, mình đã giỏi vàng gấp gáp thì mình rất dễ thất bại. Nên những đức khuyên tất cả hàng Phật tử, cái việc bán nhà bán đất để đi vào trong chùa tu, quý vị nên xem xét thật là kỹ lưỡng chuyện này. Đừng nên giỏi vàng, đừng nên gấp gáp, vì giỏi vàng gấp gáp có khi quý vị sẽ thất vọng, và quý vị khi tu không được lỡ khóc lỡ cười. Việc này những đức nêu lên vì một lý do gì? Đúng ra chùa chiền những đức bây giờ ở đây, chùa Hòa Thượng những đức quản lý và nuôi rất là nhiều người ở đây. Đúng ra những đức kêu vì bán nhà bán đất đưa tiền những đức hoặc Hòa Thượng thì điều này tốt quá, nhưng mà mình không muốn cái tác dụng phụ là có những người giỏi vàng như vậy để sau này có gì họ đổ thừa mình hoặc là họ khổ đau. Việc này những đức không muốn họ bị như vậy, vì chính bản thân những đức đã thấy một ngôi chùa có rõ ràng luôn, hai mẹ con đi vào trong chùa mua một cái cốc, nói là dễ hiểu, dễ nghe hơn chút đi, nói gì thế gian là mua đi, nói gì trong chùa là cúng dường, cúng dường có được cái cốc. Sau này vị thầy đã xây chùa, đập cái cốc ra, khi đập cái cốc ra thì lúc đó hai mẹ con lang thang, nghe Phật tử nói đi xin tiền để sống qua ngày, mà đầu óc hình như hơi bị bắn loạn. Nhưng đức nghe Phật tử nói câu đó, nhưng đức nói ủa sao mình không nêu lên chúng ở trong chùa, rồi quý thầy trong chùa rồi nêu lên cho chủ trì biết sự việc, người ta cũng dị dị đó, rồi bây giờ mình phải giúp đỡ an bài sao cho người ta phù hợp, để thôi xã hội mọi người ta kêu riêu, người ta nhìn vậy đó, ta phê phán Phật pháp. Người ta trường hợp đó thấy rõ ràng luôn. Rồi một cái câu chuyện nãy như đức nhắc cái vị thấy không, đó là cúng dường tam bảo nhiệt tình hết mình luôn. Nhưng sau này cô đó, cô nói với con cô một câu rằng từ hôm nay cho đến khi mẹ mất đi, đừng mờ người xuất gia đến. Trong khi bà ngày xưa rất kính tin tam bảo, nhưng cuối cùng bà lại mất lòng tin với một vị thầy mà bà mất lòng tin với luôn tam bảo. Kinh khủng không quý vị? Nên tất cả những gì những đức làm, những đức nói rất rõ ràng, dù biết rằng hiện tại những đức lo rất nhiều các cụ già, nhưng việc làm của mình trong Phật pháp, những đức tin Phật pháp, mình làm nhiệt tình thì không có thiếu đâu. Nhưng mà những đức muốn khuyên hàng Phật tử, mình tính tâm với một điểm nào đó phải đi chậm. Nhiều Phật tử biết những đức rằng 10 năm nay chúng ta có thời gian biết nhau, nhưng cái việc mà chưa nhìn thấu mà buông xuống coi chừng quý vị thất bại. Thí dụ như nãy như đức nói, có những người ta già, người ta có căn nhà nhỏ thì người ta dọn gọn, người ta vô chùa, người ta tu thì việc này không có sao. Nhưng nếu quý vị là một gia đình hoặc vợ chồng có con thì cái việc này quý vị nên đi rất là chậm, chậm thiệt là chậm. Chứ nếu không lỡ có gì người ta cười chê mình mà mất tính tâm với Phật pháp. Thật sự mà nói, giáo pháp của Phật thì mỗi một cương vị đều là tu được hết thôi. Chỉ cần chân thật hướng đến giáo pháp, áp dụng trong cuộc sống thì đều tu được hết. Chứ không nói hai chữ rằng là vô chùa mới tu được mà ngoài đời tu không được. Mọi người có cương vị nhân viên, vị trí nào cố gắng tu vị trí này. Còn mình được vô chùa thì điều đó quá tốt. Nhưng nói rằng bán nhà bán đất mà đem tiền vô chùa cũng dừng hết, việc này quý vị đi rất là chậm. Nếu như quý vị đã quyết định như vậy thì đi đến chùa, ví dụ như 10 phần cúng 3 phần, phần chừa là 7 phần gỡ ngân hàng cắt đó, để có thời gian mình đi tu, mình có tình hình mình tu làm sao. Dù lỡ cỡ nào đi chăng nữa cũng còn số tiền. Chứ nếu như mình hết tiền, mình xin ai bây giờ quý vị? Xin ai bây giờ? Con đưa tiền cho thầy hết, không lẽ con đòi lại? Không có được. Việc đó không có được, không phù hợp. Hiểu không? Nên
Những đức ti lo cho nhiều người làm nhiều việc, nhưng những đức rất là kỵ cái việc nói là tôi bán nhà bán đất, tôi vô chùa, tôi buông xả hết, tôi vô chùa tôi tu, con đưa tiền cho thầy hết nè. Những đức không dám nhận đâu quý vị, thật sự không dám nhận đâu. Nếu thật sự muốn làm điều đó, những đức kêu quý vị bỏ thùng tam bảo giùm đi, tôi không dám cầm luôn, vì lỡ sau này quý vị tu được cái đó nó con đưa tiền cho thầy. Nên từ nó bị bỏ thùng tam bảo đi, thì phát tâm cúng tam bảo quý thầy trong chùa mình, nên khéo léo chỗ này nghe, khéo léo. Lúc nhà đức mới đi vô chùa có một câu chuyện kể cho các anh em trong chùa mình nghe đi, kinh nghiệm. Có cô này có đem đến 10 cây vàng để cô cúng dường. Thời đó nhà đức mới quản chúc, cô đem là cô đưa nhà đức. Nhà đức nói để nhà đức điện thoại cho vị chủ trì, điện thoại cho chủ trì, cô nói chuyện với chủ trì đàng hoàng, cô nói đâu vào đó hết trơn đi, rồi cô cúng dường là cô cúng cho thầy chủ trì. Nhà đức là người cầm giùm để đem đưa cho chủ trì, cô nhớ nghe. Hồi thời đó nhà đức còn là cư sĩ, thì điện thoại đưa vị chủ trì nói chuyện với cô, nói chuyện xong cô hứa cúng 10 cây vàng cho vị chủ trì. Xong vị chủ trì nói rằng à, cô cứ đưa cho chú đó, chú đó sẽ đưa cho thầy. Rồi rõ ràng nhà đức cầm đưa cho thầy, nhà đức không dính. Sau này khi cô tu không được, cô đến cô đòi 10 cây vàng. Nếu như lúc đó mà nhà đức không khéo, nhà đức cầm 10 cây vàng cũng đưa cho vị chủ trì, nhưng cuối cùng người ta đi đòi 10 cây vàng nhà đức thì vàng đâu nhà đức trả. Nên phải khôn khéo chỗ này, đừng có nói đứng tên đất đai cầm tiền bạc cho người ta là mình cái quy đó mà mình ham, coi chừng mang họa. Nên nhiều con người chúng ta vì cái danh cái lợi mà mình mờ đi lý trí, phải hết sức khéo léo, phải nhớ. Nên hàng Phật tử mình nghe đạo mình phải hiểu biết, áp dụng xác thực nhất đi quý vị. Đúng ra những đức nuôi nhiều người gì, quý vị bán đất bán nhà thì đem vô đưa những đức nhận liền, làm việc nhiệt tình gì mọi người mà. Nhưng mà những đức nêu những điều này để cho mỗi một con đường mà quý vị đi cho nó chuẩn, đi cho nó kỹ. Chứ mình không muốn cho người ta dọ dàng mà sau này người ta hối hận. Có những người phát tâm tu luôn, dù mình gặp sự cố gì mình cũng chịu đựng được thì tốt, được, việc này quá hay. Có những người dọ dàng phát tâm lỡ có chuyện gì họ đổ thừa thì sao, họ nói thầy không nói rõ cho con nghe. Thì qua những bài giảng này bắt cho đại chúng coi và Phật tử khắp nơi nơi được nghe đó. Và như đức khuyên quý vị là hàng Phật tử, quý vị đừng có bao giờ mà thăng với một vị thầy, vị sư cố nào mà họ có tiền quá nhiều, quý vị đi giữ tiền cho họ. Đừng có nên làm việc này, vì làm việc này có chừng quý vị mang họa đó. Mang họa gì quý vị không? Mắc huệ mạng. Vị thầy này quá tiền nhiều, sư cố này quá tiền nhiều, đưa tiền cho quý vị Phật tử giữ giùm, hoặc nhờ quý vị đi mua của cải ngoài đời giùm. Họ cũng nói khéo, tại vì đây là của tam bảo, của tam bảo, quý vị làm điều đó giống như làm Phật sự vậy đó. Nhưng mà lương tâm quý vị sẽ đánh giá cái câu là vị thầy này sư cô này quá tiền nhiều, tuy làm nhưng mà vẫn đánh giá. Nên những đức nói quý vị là mắc huệ mạng, bị mắc huệ mạng. Nên người tu trong chùa chúng ta cũng kinh nghiệm, dù mình có tiền nhiều hay ít gì, đó là chuyện mình xử lý sắp xếp làm việc Phật sự trong chùa. Đừng nên đưa cho hàng cư sĩ cầm giùm, đây cũng là một cách cực kỳ dài khờ, vì làm mắc huệ mạng người ta, mắc huệ mạng người ta. Nên cái việc người ta cúng dường tiền bạc trong chùa chuyện mình là làm hết, làm lợi ích cho người ta hết. Vì cơn vô thường đến bất tử, mình chết bất tử rồi sao đấy, mình giữ tiền bạc người ta nhiều quá, mình chết bất tử mình sẽ làm sao đấy. Việc này cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Nên có những người, người ta đi tu mà khi người ta chết đi một số tiền rất là nhiều người ta còn gỡ, mà người ta không làm Phật sự được, như thế không? Rất là nguy hiểm, nguy hiểm dữ lắm luôn. Nên chùa chiền đông đúc người ta về như vậy, những đức, những điều nhà đức nhắc nhở đây rất là kỹ quý vị. Nên quý vị đi về chùa nhà đức rất là quý quý vị, rất là thích quý vị tu. Nhưng mà nói đem nhà đất bán hết đem về chùa, việc này nhà đức nhắc nhở quý vị nên suy nghĩ cho thật là kỹ, thật là kỹ, thấy không? Nó, tại vì những đức đã từng gặp những ngôi chùa cũng là đưa tiền có cốc có phòng, nhưng mà cuối cùng chùa chiền chưa ổn. Nhớ quý vị xem xét hoàn cảnh nơi đó nữa. Như đây thì hoàn toàn đâu vào đó trơn rồi, chùa chiền hòa thượng thì hợp khóa đâu vào đó. Còn có những nơi quý vị đến, quý vị làm điều đó, quý vị coi lại họ có ổn định chưa. Nên chính mắt như đức thấy rõ ràng mà,
đưa tiền, có cốc đồ này kia, tới khi đập đập phá sạch, có giấy tờ gì quý vị nói chuyện với người ta? Không có giấy trắng mực đen, vì nói chuyện với người ta gì? Nói gì hai chữ nhân quả. Nhân quả là chừng nào đến thì tính. Nhưng bây giờ nếu họ lặt kèo, vì làm sao đây? Không có giấy tờ gì hết chứ. Cốc đồ bị ủi hết, cuối cùng mang tâm quán hận, trách hờn. Đây là việc cực kỳ nguy hiểm luôn. Nếu như mình gặp trường hợp đó, mình là người tu hành giải thoát, không cần quan niệm gì hết, dùng cái câu thử thách mà thôi. Mục tiêu mình niệm Phật cầu sanh cực lạc thì nói chi nữa. Còn nếu gặp cái người mà người ta chưa có tâm quyết này, thì người ta quay lại phỉ báng Tam Bảo và đoạn luôn Phật pháp duyên của họ, và còn kêu riêu nhiều người còn tạo nghiệp thêm. Nguy hiểm không? Cực kỳ nguy hiểm luôn. Nên những đức nói tất cả các điểm chùa chúng ta mà có những trường hợp mà quý vị có phòng ở riêng, phải vô chùa ăn cơm, phải vô chùa sống cùng với đại chúng, tu chung, ăn cơm chung, nhập chúng nhập viên, để sau này vì được hộ niệm quý vị mới có kết quả, được giúp đỡ của đại chúng quý vị mới có kết quả. Còn ở riêng mà cái gì cũng riêng thì tuy quý vị ở trong chùa, nhưng cái gì cũng riêng là quý vị chỉ có cá nhân mình, không có được nhập viên nhập cảnh chúng nó Tam Bảo. Những việc này những đức chia sẻ rất rõ ràng, rất kỹ lưỡng cho quý vị nghe. Việc làm của quý thầy là một phương tiện tốt, nhưng nếu không nói rõ ràng ra thì một cái tác hại cực kỳ lớn. Vì sao? Cái khổ đau là nhiều người không hiểu biết mà lại nhìn chưa thấu mà dội dàng buông. Nhớ nghe quý vị, việc này cực kỳ quan trọng luôn đó. Những đức đi vô trong ngôi Tam Bảo tu, cái kinh nghiệm của những đức là gặp rõ ràng luôn. Trường hợp về danh, vì lợi, vì tiền bạc là việc cực kỳ nguy hiểm. Đụng vào là khó tu hành lắm, đụng vào là cực kỳ khó tu hành luôn. Nên hết sức cẩn thận việc này. Nên trong chùa mình, những đức hộ trì cho các anh em xuất gia là không dính dáng Phật tử nào, mà Phật tử nào cũng đừng có dính dáng, đừng có xin xỏ tiền bạc của ai. Phật tử nào cũng đừng bao giờ cúng dường, để cho họ được rèn luyện ở trong ngôi Tam Bảo để họ tu hành. Việc này quan trọng lắm. Nên nói tóm tắt lại là bán đất bán nhà mà vào chùa tu có nên không? Chỗ này phải nhìn thật là sâu sắc. Nhớ, nhìn thật là sâu sắc, đừng nên dội dàng. Đừng nên dội dàng. Thêm một cái nữa, vô chùa hộ trì Tam Bảo lúc đương thời có tiền, hộ trì vị thầy chủ trì rất thích, rất thương, kêu gọi có gì ăn cho ăn, nói vài câu ngọt dịu, mê thiệt là mê. Nhưng khi hết tiền rồi, không còn việc gì để làm nữa, thì lo tu mà tu cũng không được luôn. Rồi lúc đó quay lại hờn trách, lúc con có tiền thầy thương yêu nhắc nhở, thầy nói ngọt dịu với con, có đồ ăn cho con ăn. Bây giờ con hết tiền không ngó ngàng với con. Có những Phật tử giàu mới đến thì thầy lại ưu ái tiếp tục. Cuối cùng sau lưng chửi mắng phỉ báng, tội lỗi, vì thấy chưa? Vì tác hại cực kỳ lớn chưa? Đây là kinh nghiệm những đức đã nhìn thấy đó. Kinh nghiệm những đức đã nhìn thấy đó. Nên mình tuy là lo cho ngôi Tam Bảo, có tiền để phục vụ chúng sanh, nhưng phương tiện, nhưng mình phải hết sức rõ ràng. Đừng có nên làm cái chuyện như vậy. Làm cái như vậy người ta lại đánh giá mình là con người thay lòng đổi dạ. Người tu mà cái hành động của mình như vậy thì hành động của mình tệ hơn người ngoài đời. Dùng Phật pháp khéo léo để mà rút tỉa người ta, cũng như là con đĩa hút máu thì thua rồi, không đúng. Mình làm việc cho Phật pháp, mình có Phật Bồ Tát gia hộ, mình làm đủ duyên là chắc chắn mọi việc nó sẽ tốt. Còn mình làm mà phan duyên là tác hại với mình lớn, và còn tác hại cực kỳ nhiều người lớn, nhiều người bị tác hại lớn lắm đó. Nên Phật tử mà nghe những đức mà chia sẻ gì, đây là lời rất chân thật, tặng đáy lòng những đức gửi đến quý vị đó. Để quý vị đi tu, quý vị đừng nên thất vọng người xuất gia, tại vì cũng có người này có người kia. Phật pháp là chân lý, nếu quý vị chân thật học đúng đắn sẽ rất là lợi ích, rất là tốt, rất là tốt nhé. Nhưng nếu quý vị thất vọng một người xuất gia mà đi phỉ báng, đi kêu riêu thì tội lỗi bị rất nặng. Quý vị không đủ duyên gặp được thiện chí thức, thì từ nơi đó quý vị phải chịu quả báo này. Nên chân thật quay đầu hướng đạo, chứ đừng nên đi kêu riêu. Nên gọi là gặp duyên không đồng quý vị. Có những người học Phật thì gặp người rất chân thật hướng dẫn thì lợi ích rất lớn. Nhưng có những người mình học Phật duyên mình không được tốt, gặp một người không dạy gì hết, vô chùa cũng không được dạy gì hết luôn, chỉ được khen để cúng dường, hết tiền thì phế. Cái này là cái hành động rất tệ. Nên kinh nghiệm, nên trong cái cuộc đời này chúng ta không thất vọng ai cả. Tại vì sao? Vì ai cũng là phàm phu, không cần thất vọng ai. Chỉ có cái gì dài phù hợp, được, lợi ích, nghe, làm, như thì quá đặc biệt rồi. Những điều những đứa chia sẻ đây gửi đến quý vị chân thật đó.
Vì chùa mình bây giờ nhiều người gì muốn ở tu lắm. Thà quý vị không có các bạc nào, hoặc cúng là cúng Tam Bảo. Còn cái chuyện mà nói bán đất bán nhà mà đi vào đây, việc này những đức nhắc nhở quý vị qua bài giảng này đó, và gỡ đến tất cả Phật tử phải nhận thức cho sâu sắc khi đi về chùa tu. Đừng dính dáng với việc của người xuất gia, chỉ có cúng dường đừng dính dáng vào. Và đừng bao giờ đi đến chùa gánh vác việc ở trong chùa. Việc trong chùa để người trong chùa gánh vác. Mình đừng đến đó để gánh vác. Mình chỉ đến học đạo, nghe pháp, để áp dụng cái pháp của Phật trong cuộc đời mình được an vui và tự tại. Đúng. Như vậy thì rất là đúng. Nhớ nghe quý vị. Chứ đừng có nhà lo chú sông mà chạy đến chùa gánh vác, gánh cái này vác cái kia. Coi chừng quý vị đi lang thang vài chục năm mà không có kết quả đó. Nếu đã gặp như vậy mà không có kết quả thì nên quay đầu. Quay đầu tìm phương hướng khác. Đừng bao giờ dị vào cái chuyện tình cảm mà bây giờ không buông ra. Không buông ra thì uổng một đời. Nếu đã không có kết quả thì chân thật quay đầu, hướng đến một cái phương hướng lợi ích, tìm ra một phương hướng lợi ích để nương tựa, để tu. Vậy thì quý vị là người rất có trí tuệ. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người gặp Phật pháp. Quý vị phải có trí tuệ, nhận thức sâu sắc. Làm việc Phật sự phải nhận thức cho sâu sắc. Như vậy thì quý vị làm có kết quả lớn dữ lắm. Mọi người tín nguyện niệm Phật kiên cố, dù gặp sự cố trở ngại gì cũng niệm Phật, tín nguyện niệm Phật, vui vẻ trả nợ. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.